Sau đây là kết quả xổ số Khánh Hòa thứ tư ngày 25 tháng 10 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 3, 2. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3710 8997 6942. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4096. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 44576 42936 19586 32393 14706 10283 56885. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 12765 62050. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 46481. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 01001. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 888377. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 888377.